Kinh Khoa Hội Tờ thứ 23 Khoa Hội tờ thứ 23 Kinh văn đếm xuống Hàng thứ tư Xem từ Nguyện thứ 43 Ngã tác Phật thời Hạ tùng địa tế thượng chí hư không cung điện lầu quán trì lưu hoa thọ quốc độ sở hữu tất cả dạng vật giai thị vô lượng bảo hương hợp thành kỳ hương phổ huân thập phương thế giới chúng sanh văn giả giai tu phật hạnh nhược bất nhị giả bất thụ chánh giác cái đoạn này là một nguyện Kinh văn tương đối dài một chút Đều là thuộc về thế giới Tây Phương Hoàn cảnh đời sống cư trụ tốt đẹp Trong 48 nguyện Chỉ là nói Một cương lĩnh Tường tận giới thiệu Đều ở trong kinh văn Thế tôn Vì chúng ta tường tận Nói ra y chánh trang nghiêm Của thế giới Tây Phương Đây là thuộc về Y báo Có thể nói Thế tôn Vì chúng ta giảng kinh nói Pháp Đều là thuật lại bổn nguyện công đức của a di đà phật cái điểm này là chúng ta phải nên học tập khánh hiền nhân cùng phạm phu có một chỗ rất là không giống nhau đó chính là Càng là Đại Thánh Thì càng khiêm tốn Chúng ta ở trong Luận ngữ Xem thấy khổng lão phu tử Trong tứ thư Xem thấy mạnh phu tử Tất cả thảy đều là Rất khiêm tốn Đều cảm thấy mọi thứ Đều là không bằng người khác chân thật làm đến được sống đến già học đến già phu tử nói cả đời ông không có một sở trường nào ông nói ra những giáo huấn Đều là Người xưa đã nói Cho nên Ông chính mình Nói ngay đời này Thuật nhi bất tác Người hiện tại đều nói là sáng tác Khổng lão phu tử cả đời Không có sáng tác Đều là di giáo Của cổ thánh tiên hiền Thích ca mâu ni Phật Cũng nói Ngài ngay trong một đời không có nói qua một câu nào Nếu ai nói Phật nói Pháp Vậy thì người đó không thấu hiểu đối với Phật Hoàn toàn là hủy bán như lai Rõ ràng đã nói ra 49 năm Ngày hôm nay hội tập thành một bộ Đại Tạng Kinh lớn như vậy Vì sao nói không nói Pháp vậy? vốn dĩ ý của Ngài cũng là nói người khác truyền lại không phải chính mình sáng tác cổ phật quá khứ đời đời truyền nhau đây là khiêm tốn cũng là lời thành thật lời chân thật chúng ta phải từ ngay chủ này mà học khiêm kính các vị phải nên biết phiền não lớn nhất đây là bồ tát thiên thân đem phiền não ở trong du già dạ sư địa luận nói ra trong du già dạ sư địa luận nói rất nhiều bồ tát di lặc nói quy nạp thành một trăm pháp tiện lợi cho sơ học trong bách pháp này đem vô lượng vô biên phiền não tám dạng bốn ngàn phiền não quy nạp làm hai mươi sáu loại lớn trong hai mươi sáu loại lớn này có sáu loại gọi là căn bản phiền não chúng ta luôn phải ghi nhớ Căn bản phiền não Cái đầu tiên là tham Sân, si Cái thứ tư là Chính là ngạo mạn Bạn mới biết được Ngạo mạn là nghiêm trọng như vậy Tác dụng của phiền não là gì? chướng ngại đi tự tánh Trên Kinh Hoa Nghiêm nói rất hay Trong phẩm xuất hiện Nói Tất cả chúng sanh Đều có trí tuệ Đức tướng như lai Câu nói này nếu tỉ mỉ mà nói Tất cả chúng sanh không chỉ bao gồm tất cả con người ở trong đó động vật trong động vật nhỏ hơn là mũi kiến còn bao gồm cõi ngạ quỷ cõi địa ngục hướng lên trên có cõi trời có thanh văn duyên giác bồ tát đây là chúng sanh chính pháp giới đều là thuộc về chúng sanh tất cả chúng sanh này đều có trí tuệ đức tướng như lai trí tuệ của phật không thể nghĩ bàn chân thật là vô lượng vô biên phật không có nói chỉ có ngài có trí tuệ lớn như vậy ngài nói tất cả chúng sanh trí tuệ cũng hoàn toàn giống như ngài vậy là bình đẳng trí tuệ như nhau đức là cái gì đức là năng lực năng lực cũng như nhau tướng là tướng hảo ngày nay chúng ta gọi là trang nghiêm của y báo chánh báo cũng như nhau cho nên phật pháp là thật bình đẳng chắc chắn không có khác biệt thế nhưng hiện tại trên thực tế có khác biệt rất rõ nét cái khác biệt này do đâu mà có tiếp theo phật nói chỉ bởi vọng tưởng chấp trước mà không thể chứng đắc chỉ một câu là nói ra hết chúng ta mỗi một người có trí tuệ vô lượng có vô lượng năng lực có vô lượng tướng hảo rất là đáng tiếc phiền não vọng tưởng phân biệt chấp trước ba cái thứ này che mất đi trí tuệ đức tướng vốn đầy đủ trong tự tánh của chúng ta tuyệt nhiên không mất đi chỉ là bị che mất mà thôi cũng giống như ánh mặt trời ban ngày vậy ánh mặt trời chiếu khắp mặt đất trên đầu chúng ta có một đám mây đen mây đen che mất đi ánh mặt trời mây đen giống như là vọng tưởng phân biệt chấp trước vậy Giáo huấn của Phật. Phật thường hay nói kinh Kim Cang. Mọi người đều đọc rất quen thuộc. Trên kinh Kim Cang nói: Phật độ vô lượng vô biên chúng sanh. Sau cùng nói ra một câu: Thật không có chúng sanh nào. Được độ. Nguyên nhân gì vậy? Chúng sanh là tự mình giác ngộ chính mình độ chính mình, không phải Phật độ họ. Nếu chúng ta hiểu rõ cái đạo lý này, Phật chỉ là làm tăng thượng duyên cho chúng ta mà thôi. Cho nên, Phật không độ chúng sanh. Phật không độ được chúng sanh, người chúng ta làm gì có thể độ chúng sanh? Không hề có sự việc này, nói không thông. Chúng sanh được độ Là chính mình được độ Chính mình Nghe Thích Ca Mâu Ni Phật Giảng Kinh nói Pháp Hoác nhiên khai ngộ Họ tường tận Họ hiểu rồi Sau khi hiểu rồi Chính mình đem vọng tưởng Phân biệt chấp trước của chính mình Buông xả Trí tuệ đức tướng Đầy đủ viên mãn trong tự tánh Lại hồi phục các vị nghĩ xem rốt cuộc là ai độ ai nếu như nói phật có thể độ chúng sanh chúng ta hà tất phải tu hành chẳng phải chúng ta thấy đều được độ rồi sao cho nên phải nên biết chân tướng sự thật này phật không độ chúng sanh phật chỉ dẫn chúng ta phương hướng chỉ dẫn cho chúng ta một con đường Đường là chính mình phải đi Bạn chính mình không chịu đi Phật là vô đăng hết cách Không thể giúp bạn Do đây có thể biết Khiêm tốn cung kính Của Phật là chân thật Thế suốt thế gian Pháp đều là từ ngay trong khiêm kính mà thành tựu không khiêm tốn ngạo mạn không có kính ý tham sân si mạng đều có đủ cho nên chúng ta hiểu được phật dạy bảo chúng ta không gì khác trừ đi chướng ngại của chính mình hồi phục tánh đức mà thôi chánh báo như vậy chánh báo là phật bồ tát thì hiện ở nhân gian chúng ta biểu diễn cho chúng ta xem là một tấm gương cho chúng ta xem y báo Núi sông đất đài Cây cối hoa cỏ Phật Bồ Tát Cũng thường hay thị hiện Ở trong đó Mà người hiện tại gọi là Linh cảm Ngay khi thưởng thức Phong cảnh của Đại Tự Nhiên Họ cũng có cơ hội hóa nhiên khai ngộ Chúng ta ở trong truyền ký của người xưa Trong tông môn giáo hạ Xem thấy rất nhiều Do đây có thể biết Hoàn cảnh Cũng là giáo học Cũng là giáo dục Giáo dục là toàn phương diện Quyết không chỉ là ngôn ngữ Ngôn ngữ là giảng kinh, nói Pháp Chúng sanh thế giới ta bà Nhĩ căng nhạy bén Cho nên Bồ Tát Văn Thù Chọn lấy viên thông Nói với chúng ta Thử phương chân giáo thể Thanh tịnh tại âm văn Ngoài cái ngôn giáo ra Có thân giáo Có ý giáo Có cái ý niệm này có ý nghĩa này ý nghĩa tâm tư tinh tế cũng có thể lĩnh hội được cũng có thể thể ngộ đặc biệt là tông môn tông môn thường nói tổ sư tây la ý nể hội ma thể hội là ý giáo đây là một loại phương pháp giáo học rất cao rất nhiều thì hiện ở trong nhà phật gọi là thần thông thông là gì thông là thông đạt tường tận thông đạt thần là thần kỳ siêu xuất thường thức của người thông thường chúng ta gọi là thần thông chúng ta xem ở chỗ này hoàn cảnh đời sống của thế giới cực lạc cũng chính là hoàn cảnh của tu học phía trước giảng qua rất nhiều đoạn hôm nay chúng ta nói đến bảo hương phổ huân Ngã tác Phật thời Chữ ngã là a di đà Phật tự xưng Đều là gì nói chuyện Mà phương tiện nêu ra Chúng sanh chúng ta Nghe đến ngã Liền khởi lên chấp trước Liền khởi lên phân biệt Phật Bồ Tát nói ngã Hoàn toàn không có phân biệt chấp trước hằng thuận chúng sanh tùy hỷ công đức. Các vị mọi người gọi cái thân thể này là ta, tốt, ta cũng tùy thuận bạn gọi là ta. Bạn có chấp trước, ta không có chấp trước, ta biết được cái thứ này là giả. Dạ. Không phải là thật, chúng duyên hòa hợp. Không có tự thể cho nên ngay thể đều không không thể có được phật rõ ràng các gì chấp trước có ngày không có chấp trước thật có cho nên phật nhìn cái thế giới này cái thế giới này là gì vậy mộng huyễn bào ảnh phật thấy thời gian như xương cũng như chớp Chớp là ánh chớp Sát na sanh diệt Hai câu nói này Là vũ trụ quan Của chư Phật Bồ Tát Loại quán sát này Là chính xác Một chút mê hoặc cũng không có Cho nên các ngài vĩnh viễn giữ được tâm thanh tịnh vĩnh viễn giữ được tâm bình đẳng từ trong thanh tịnh bình đẳng xanh khởi tâm đại từ đại bi dùng vô số phương tiện khéo léo khác nhau giúp đỡ chúng sanh giác ngộ giúp đỡ chúng sanh hồi phục tự tánh chỉ như vậy mà thôi Đây chính là Sự nghiệp của nhà Phật Toàn tâm toàn lực Giúp đỡ tất cả chúng sanh Chính mình chắc chắn Không có ý niệm Danh vọng lợi dưỡng Các vị nghĩ xem Nếu như có chút ý niệm Danh vọng lợi dưỡng Hoặc giả là Có ý niệm cầu người khác cung kính Họ liền có ngã chấp Họ chính là phàm phu Không phải là thánh nhân Phạm thánh Khác biệt chính ngay ở một niệm Phạm phu có chấp trước Phạm phu cho rằng Cái gì đều là chính mình Thánh nhân tuyệt đối Không có cái ý niệm này Chúng ta phải tỉ bỉ mà tham cứu A Di Đà Phật, ở thế giới Tây phương cực lạc thì hiện làm Phật. Làm Phật này là từ trên sự tướng mà nói. Ở nơi đó giáo hóa chúng sanh, Phật là ý nghĩa của lão sư. Phật cùng chúng sanh là bình đẳng. Các vị nhất định phải ghi nhớ Phật Pháp là Pháp bình đẳng Nhất định không có cao thấp Sanh Phật bình đẳng Phật cùng chúng sanh A Tỳ Địa Ngục Đều bình đẳng Cho nên chúng ta ngày nay Ở vào cái xã hội hiện tiền này Đề xướng hòa bình hòa bình hay cái chữ này giảng như thế nào vậy mọi người hòa thuận cùng ở với nhau bình đẳng đối đãi không có kia cao hơn so với đây bình đẳng như nhau đây là thực tiễn của phật pháp có thể bình đẳng đối đãi mới có thể chân thật hòa thuận cùng sống với nhau không bình đẳng thì không thể nói đến hòa thuận hòa thuận là dùng bình đẳng làm nền tảng mỗi một người đến thế giới tây phương cực lạc đều là đến bên đó làm phật a di đà phật giúp bạn làm phật chuyển phàm thành thánh cho nên đó là cảnh giới bất khả tư nghị Ngài làm thế nào giúp bạn làm Phật? Đó là 48 nguyện, mỗi nguyện đều là phương tiện của ngài, phương pháp của ngài. Giúp đỡ bạn phương pháp làm Phật. Chỗ này nói: Hạ Tùng địa tế thượng chí hư không. Địa tế là biên giới của đất. chúng ta biết được mười phương cõi nước cùng thế giới này của chúng ta giống nhau cái lớn khác chỗ nhỏ hoàn cảnh chúng ta cư trú địa cầu là hình cầu hình tròn ở trên kinh phật nói với chúng ta Mười phương cõi nước chư Phật Hình trạng tuyệt nhiên không hoàn toàn giống nhau Có cái là tròn Có cái hình vuông dài Có cái là hình vuông Có cái hình chữ nhật Có cái hình ba góc Việc này trong Kinh Hoa Nghiêm nói rất nhiều Nói cho chúng ta đến hai ba mươi loại Hiện tại chúng ta tỉ mỉ mà quan sát thiên văn Phật nói ra đích thực đều được khoa học gia của hiện đại chứng thực. Phật nói ra đích thực là có nhiều loại hình trạng khác nhau. Đó là nói tinh hệ. Không phải nói tinh cầu. Như chúng ta buổi tối xem thấy trên trời chùm sao xăm đó chính là hình tròn dài Người Trung Quốc chúng ta gọi là Chức nữ Tinh tọa thiên cầm Cái tinh tọa này Nó là một hình trạng Giống như cây đàn cầm ngày xưa Còn có thế giới Hình trạng giống như lá cây hình trạng giống như đó hoa ngày nay chúng ta ở trong kính diễn vọng thái không xem thấy một số nơi còn xa hơn ngân hạ này của chúng ta phát hiện xem thấy quả nhiên không tệ đây đều là trên kinh hoa nghiêm nói vô lượng vô biên thế giới địa tế hiện tại chúng ta biết được địa tế chính là trung tâm hạt nhân của địa cầu đây là địa tế mãi đến biểu tầng bề mặt của địa cầu bên trên của bề mặt là hư không hai câu này là nói đến đại địa hư không đây là hoàn cảnh cư trụ Cung điện lầu quán Đây là kiến trúc Có rất nhiều người đọc đến Đoạn kinh văn này Liền sẽ nói đến Đây là giả thiết Đây không phải là chân thật Đế dương thời xưa Trung Quốc ở những nơi cung điện lầu cát này hiện tại chúng ta cũng xem thấy trong tình độ bồ tát cũng là cung điện lầu cát cái hình trạng này kỳ thật trên kinh nói đến chỉ nói cung điện lầu quán tuyệt nhiên không nói đến hình thức cung điện lầu quán của trung quốc Cùng cung điện lầu quán Của người Tây Phương không như nhau Cái gì gọi là cung Phải nên biết Cung là người tư dân cư trụ Gọi là cung Điện là gì Điện là người hiện tại gọi là văn phòng Chỗ văn phòng gọi là điện Người nước ngoài gọi là office Người Trung Quốc gọi là điện cho nên bạn phải hiểu được cái ý này ngày trước nên làm việc của hoàng đế trung quốc bạn đến bắc kinh xem thấy nên làm việc của hoàng đế điện thái hòa điện trung hòa điện bảo hòa nơi để làm việc cho nên bạn phải hiểu được cái ý này người trung quốc đương nhiên vẽ ra kiểu dáng của trung quốc người nước ngoài nhất định vẽ lầu lớn thẳng đứng họ sẽ không vẽ ra kiểu dáng của chúng ta cho nên bạn phải hiểu được ý nghĩa của nó Nó tuy là không có hình trạng Mỗi một quốc gia khu vực Phòng xá chính mình cư trụ Có phong cách của chính họ Chúng ta phải hiểu rõ cái đạo lý này Mười phương cõi nước Hiện tại khoa học gia gọi là Sinh vật của tầng không gian Duy thứ khác Đã có sinh vật Đương nhiên họ có hoàn cảnh cư trú Họ nhất định có hoàn cảnh cư trụ của tư nhân Nhất định có nơi chốn tụ hội của họ Nơi chốn tụ hội gọi là điện Tư nhân nơi chốn cư trụ sinh hoạt riêng Thì gọi là cung Kinh phải linh hoạt mà xem Không nên khô cứng mà xem Xem bản chết Vừa xem thấy hai chữ cung điện này liền nghĩ đến phi liền khắc chạm nghĩ đến như thế này thì đầu óc không thông thì không thể học phật đây đều là vọng tưởng phân biệt chấp trước cho nên phải nên biết phạm vi của nó rất là rộng lớn hình thức kiến trúc gì thì cũng là mỗi mỗi không như nhau lầu quán từ hai tầng trở lên thì gọi là quán Hiện tại khoa học kỹ thuật của Tây Dương tiến bộ như Singapore, tòa nhà lớn cao nhất hơn 70 tầng, đó đều thuộc về lầu quán. Hình thức kiến thiết cùng hình thức kết cấu của Trung Quốc hoàn toàn không như nhau. Thế nhưng đều là thuộc về cung điện lầu quán. Người Trung Quốc vẽ thế giới Tây Phương Là vẽ Trung Quốc vào thời xưa Người hiện tại vẽ thế giới Tây Phương Nhất định vẽ ra cao ốc lầu lớn Kiến trúc của hiện đại Nó là linh hoạt Nó không phải là khô cứng Thiên biến dạng hóa Thế nhưng thế giới Tây Phương cực lạc Cùng nơi chúng ta ở không như nhau Không như nhau ở chỗ nào Khoa học kỹ thuật của họ đã đạt đến đỉnh điểm, đạt đến viên mãn. Khoa học kỹ thuật của chúng ta ở nơi đây vừa mới khởi bước. Người ta xây lầu to. Ý niệm vừa khởi lầu to liền hiện ra, bạn xem cao bên cỡ nào. Hiện tại chúng ta còn phải thiết kế, còn phải thiết kế, còn phải thi công. Làm bao nhiêu ngày mới làm thành công? Nghĩ cái gì thì liền biến ra thứ đó Đây gọi là khoa học kỹ thuật Cho nên tôi ở nước ngoài giảng kinh Tôi đều khuyên mọi người học khoa học Nên đến thế giới cực lạc Không đến được thế giới cực lạc Khoa học của bạn dĩ nhiên là mầm non Hiện tại chúng ta đến nơi xa để du lịch Phải ngồi phi cơ Rất không thuận tiện thế giới tây phương muốn đi du lịch đến các cõi nước chư phật khác phòng ốc của họ liền bay lên bạn xem cái này thật thoải mái phòng ốc của họ ở có thể bay đi cung điện lầu cát có thể phi hành bạn nói xem tự tại giường nào không cần phải thu xếp thứ gì liền có thể bay đi hơn nữa tốc độ rất nhanh dùng hiện tại của chúng ta mà tính đếm cự ly đó Bao nhiêu dạng năm ánh sáng Họ cũng chỉ là sát na Mấy phút liền đến bằng nói xem tốc độ này nhanh cỡ nào Tốc độ của ánh sáng Không thể so bì Khi so sánh với họ thì đòi nhỏ sánh núi cao Cho nên các vị nghĩ xem Một hoàn cảnh tốt đến như vậy Một nơi ở tốt đến như vậy Nếu chúng ta không di dân đến nơi đó Vậy thì quá khờ rồi Chúng ta nói giảng sanh vào thời xưa gọi là giảng sanh Hiện tại gọi là di dân Hiện tại không gọi là giảng sanh Chúng ta di dân đi đến thế giới Tây Phương Cực Lạc Chúng ta thân cận a di đà Phật Bạn thấy Hoàn cảnh đời sống bên đó Thật tốt Hoàn cảnh tu học cũng tốt Đến nơi đó Họ tự nhiên Liền rất dễ dàng thành tựu Trí tuệ viên mãn trì lưu hoa thọ một câu bốn chữ này là nói hoàn cảnh tốt đẹp bên đó ao hồ nước chảy đây đều là thứ mà chúng ta rất yêu thích cây cối hoa cỏ ở nơi đó đáng có đều có hơn nữa Mãi mãi Thường mới Cây cối hoa cỏ Ở thế gian này của chúng ta Xuân sinh hạ trưởng Mùa thu Thì lá cây từ từ rụng hết Mùa đông lạnh lẽo Nó có thay đổi Thế giới Tây Phương Cực Lạc Không có thay đổi Bốn mùa thường xuân hoa nở vĩnh viễn không tàn không những không tàn hoa có thể tùy theo ý người bạn ưa thích xem màu sắc gì nó liền biến ra sắc màu đó tùy tâm ưa muốn chúng ta hai người cùng đồng thưởng thức tôi ưa thích màu hồng tôi sẽ xem thấy là màu hồng anh ưa thích màu trắng anh xem thấy là màu trắng thật kỳ lạ việc này khoa học kỹ thuật của thế giới chúng ta hiện tại không làm được họ đều đã làm được rồi cho nên a di đà phật là nhà khoa học vĩ đại nhất pháp giới. Họ đều biết biến đổi. Cái biến đổi này là vô tâm. Tại vì sao hiện tại chúng ta không làm được? Chúng ta có tâm, chúng ta có niệm, cho nên tất cả vô số biến hiện liền có hạn độ. Họ là vô tâm. Vô niệm, vô tâm vô niệm. Cái tác dụng này liền không có hạn độ, không có ngăn ngại. Cho nên mọi người phải nên biết. Vô tâm vượt thắng có tâm. Có niệm không như vô niệm. Vô tâm vô niệm, chân trí tuệ. Có tâm khó niệm đây là nhà phật gọi là thế trí biện thông bản năng của bạn bị mất đi cho nên phật pháp tất cả đều là nói hồi phục bản năng của chính chúng ta thế giới cực lạc bao gồm tất cả vật chất bảy báo tạo thành cho nên vĩnh viễn sẽ không biến đổi thân thể của người mãi mãi sẽ không già yếu mãi mãi sẽ không bị bệnh các vị xem thấy ở trên kinh đại thừa thế giới tây phương cực lạc không có người làm bác sĩ không có cái nghề nghiệp này không hề nghe đến trên kinh điển này nói đến thuốc than người của thế giới tây phương cực lạc không cần phải dùng thuốc men mãi mãi không sanh bệnh vĩnh viễn trẻ trung vô lượng thọ không như chúng ta tuổi thọ thế gian này Rất ngắn Thế giới Tây Phương cực lạc Người người đều là vô lượng thọ Cho nên các bảo tạo thành Kỳ thật Thế giới cực lạc là, là các bảo tạo thành Cái thế gian này chúng ta là chẳng phải là các bảo tạo thành hay sao? Các vị phải tin tưởng một câu Chân lý mà trên Kinh Kim Cang đã nói Nhất hợp tướng Các vị hiểu được ý nghĩa của nhất hợp tướng Mà Phật đã nói hay không? Tại vì sao? Thế xuất thế gian Tất cả dạng vật này Thiên biến dạng hóa vậy Thiên biến dạng hóa gọi là nhất hợp tướng nhất khoa học gia hiện tại dần dần phát hiện ra nhất là gì vậy là vật chất cơ bản trong khoa học hiện tại gọi là hạt cơ bản danh từ ở trong phật pháp gọi là cực vi chi vi do cái thứ này tổ hợp thành nguyên tử điện tử là do nguyên tử, điện tử tổ hợp thành phân tử. Tiếp tục tổ hợp thì biến thành dạng vật, bao gồm tất cả dạng vật là một thứ, cùng đồng là vật chất. Phương thức tổ hợp không như nhau, cho nên mới có biến đổi đến như vậy. Hay nói cách khác, thế giới Tây Phương cực lạc, cái tổ hợp này là thù thắng, là bình thường. Cho nên, đều tổ hợp thành bảy báo cái thế gian này chúng ta tổ hợp thấp kém tổ hợp thành các đá bùn đất phải nên biết bên trong các đá bùn đất những hạt cơ bản đó cùng kim cang tán huỳnh kim bạch ngân là như nhau không khác biệt chút nào thế giới cực lạc nhất hợp tướng có thể hợp thành bảy báo trang nghiêm thế gian này của chúng ta vì sao mà không thể ở trên kinh phật là dạy bảo chúng ta y báo tùy theo chánh báo chuyển chúng ta liền hiểu rõ rồi y báo là cái gì hoàn cảnh cư ngụ Hoàn cảnh cư ngụ, cái vật chất này tại vì sao hợp thành có tốt có xấu như vậy, tùy theo chánh báo, chánh báo là ý niệm. Tâm của bạn thanh tịnh. Những vật chất này, tổ chức của nó liền thanh tịnh. Tâm của bạn thiện, vật chất của nó tạo thành liền thiện. Tâm của bạn không thanh tịnh, tâm của bạn tà, tâm bất thiện tạo thành ra hoàn cảnh bất thiện y báo tùy theo chánh báo chuyển nếu như các vị hiểu rõ cái đạo lý này thì bạn không cần đi xem phong thủy biết được cái gì tâm của ta chánh tâm thiện ý niệm thiện hành vi thiện ta cư ngụ ở nơi đây hoàn cảnh ở nơi này đều sẽ biến tốt bao gồm tất cả vật chất nó sẽ đổi tốt nếu như tâm của chính chúng ta bất thiện ý niệm bất thiện hành vi bất thiện phong thủy ở nơi đây rất tốt hoàn cảnh rất tốt ta đến ở nơi nào ở qua một năm hai năm phong thủy ở nơi đây dần dần liền sẽ đổi xấu phong thủy không phải là không thể thay đổi tùy theo tâm người mà thay đổi đây là nguyên lý mà trên kinh đại thừa đã nói cho chúng ta nghe cái nguyên lý này là chân lý một tí cũng không giả thế giới tây phương cực lạc thù thắng đến như vậy thế là chúng ta hiểu rõ rồi chỗ tốt của cái thế giới này là một thế giới mới hưng khởi như chúng ta nói là xã khu mới sự việc của xã khu mới dễ làm a di đà phật ở nơi đó hoan nghênh mọi người di dân đến đó di dân có điều kiện điều kiện gì vậy tâm địa thanh tịnh lương thiện cho nên chọn lựa người toàn bộ đều là tâm thanh tịnh tâm lương thiện hoàn cảnh đó của ngài tốt Mười phương cõi nước chư Phật, chúng ta là gì? Xã khu già. Góc bệnh, tích tập, vô lượng kiếp đến nay, quá sâu. Tất cả chúng sanh tạo tác bất thiện. Cho nên, hoàn cảnh chúng ta cư trụ, không thể so sánh được. Đó là một xã khu mới. A-di-đà Phật, thành Phật, đến nay mới mười kiếp thời gian rất ngắn cái đạo lý này chúng ta có thể nghĩ được thông bạn xem hiện tại ở trên cái địa cầu này của chúng ta singapore cái khu vực này úc châu cái khu vực này chúng ta biết điều kiện di dân của họ rất hạn chế rất nghiêm hoan nghênh người tốt người thiện di dân đến bên đó, bất thiện cư tuyệt không cho phép. Cũng là cái ý này. Thế nhưng hải quan của họ, tế mà nói không nghiêm khắc như A Di Đà Phật. Hải quan của A Di Đà Phật thật nghiêm khắc. Tâm của bạn không thanh tịnh, tâm không lương thiện, bằng chắc chắn không thể giảng sanh cho nên phải ghi nhớ không thể nói niệm phật thì có thể giảng sanh không hề có việc dễ dàng như vậy niệm phật là phương tiện phải niệm đến tiêu chuẩn nào mới có thể di dân qua được phải niệm đến tâm thanh tịnh tâm từ bi tâm thanh tịnh cùng tâm từ bi đều là chân tâm Tâm địa của bạn không thanh tịnh, tâm địa không từ bi. Người xưa nói, cho dù bạn một ngày niệm 10 vạn danh Phật hiệu, có câu là đau mồm rác họng cũng chỉ uổng công. Quả nhiên, tâm địa thanh tịnh từ bi. Bạn một ngày niệm một danh hiệu Phật cũng đủ. Đây chính là Người thông thường nói Tu học Nhà Phật Trọng thực chất Không trọng hình thức Hình thức không quan hệ gì Thực chất là cái gì? Tâm thanh tịnh của bạn Tâm từ bi Chúng ta tổng hợp Kinh giáo Đại Thừa Dạy bảo chúng ta Chúng ta viết 20 chữ Chân thành thanh tịnh bình đẳng chánh giác từ bi quả nhiên chúng ta đầy đủ những điều kiện này chắc chắn giảng sanh khi làm chung một niệm mười niệm đều được sanh cho nên làm việc đối nhân sự thế tiếp vật ngay trong cuộc sống thường ngày chúng ta phải dùng tâm chân thành chân thành chắc chắn không có hư ngụy chắc chắn không có hư giả phải dùng tâm thanh tịnh ở trong tâm thanh tịnh chắc chắn không có vọng tưởng phân biệt chấp trước có chấp trước thì không thanh tịnh có phân biệt thì không bình đẳng có vọng tưởng thì không chân thành chân thành thanh tịnh bình đẳng chính là thầy đều đoạn hết vọng tưởng phân biệt chấp trước chúng ta dùng cái tâm này thế gian một số người họ dùng vọng tưởng phân biệt chấp trước ta dùng chân thành thanh tịnh bình đẳng Chúng ta rất dễ dàng sống chung với họ Vì sao vậy? Họ cần ta không cần Ta cần họ không cần Vì thì dễ sống chung Nếu như chúng ta hai người đều cần Thì liền xảy ra xung đột Bạn cần danh vọng lợi dưỡng Thấy đều cho bạn Ta không cần Ta cần tâm thanh tịnh Họ không cần tâm thanh tịnh Họ cần tâm thanh tịnh Cùng ta cần tâm thanh tịnh Cũng sẽ không xung đột Bạn cần thì tôi toàn bộ đều cho bạn qua nghĩ vui vẻ cho bạn Cái ta cần Họ không cần Thế là Thực tiễn ngay trong Đối nhân sự thế tiếp vật Ngay trong cuộc sống thường ngày Thì chúng ta chân thật có thể làm đến Nhìn thấu buông xả tự tại tùy duyên Niệm Phật Niệm Phật là niệm giác ngộ Niệm Phật là niệm tự tánh A-di-đà Phật là đức hiệu của tự tánh chúng ta thế nhưng thế giới tây phương cực lạc cũng đích thực có người này tánh đức viên mãn hiện tiền chúng ta gọi ngài là a di đà phật Quốc độ sở hữu nhất thiết dạng vật Câu nói này toàn bộ bao gồm ở trong Y chánh trang nghiêm toàn bộ bao gồm ở trong Gia dĩ vô lượng bảo hương hợp thành Thế giới Tây Phương hương quang trang nghiêm Chúng ta biết Thế giới Tây Phương Bất cứ vật chất nào Đều phát ra ánh sáng thân thể cũng phát ra ánh sáng quang minh thế giới ở chỗ này xem thấy không chỉ phóng quang còn phát ra hương thơm còn có mùi hương vô lượng bảo hương hợp thành hương quang đều lưu biến hư không pháp giới cái địa cầu này của chúng ta có ở trong quang minh của a di đà không có ở trong phạm vi của bảo hương hay không xin nói với các vị có vì sao chúng ta không thấy không nghe không thấy không nghe chúng ta chính mình có chướng ngại chướng ngại gì vậy ở trên kinh phật nói có hai chướng ngại lớn một loại lớn là phiền não loại lớn thứ hai là sở tri bạn có phiền não chướng bạn có sở tri chướng bạn chính mình có chướng ngại không phải phật quan không chiếu bạn không phải bảo hương không huân bạn chính mình tạo thành chướng ngại đêm đó cách tuyệt rồi giống như con tầm vậy nó có thể tiếp xúc đại tự nhiên bên ngoài Có thể tiếp xúc ánh mặt trời Nó cứ mãi làm cái kén buộc chặt chính mình trong đó Đoạn tuyệt với thế giới bên ngoài Vậy thì còn cách nào Phạm phu chúng ta hiện tại chính là loại tình hình này Ngu si Cho nên Phật nói với chúng ta Chúng ta có thể đoạn dứt phiền não Đem sợ tri chướng phá trừ đi Quang minh của chư Phật chúng ta liền thấy được bảo hương của thế giới tây phương cực lạc chúng ta ngửi được chướng ngại nhất định phải phá trừ trừ bỏ chướng ngại là phước báo chân thật trí tuệ khai rồi không còn bị che lấp Đức tướng hiện tiền Dần dần liền được hồi phục Cho nên Phiền não ít đi một phần Trí tuệ liền lớn thêm một phần Phiền não ít đi hai phần Trí tuệ liền lớn lên hai phần Phiền não Chướng ngại đi trí tuệ của chúng ta Khiến cho chúng ta không thấy được phật quan không ngửi được bảo hương thế nhưng có một số đồng tu số ít không phải số nhiều ở ngay trong quá trình tu học thỉnh thoảng cũng thấy được phật quan cũng ngửi được mùi hương đây là nguyên nhân gì vậy có hai nguyên nhân một cái là một niệm thanh tịnh, thời gian rất ngắn, vọng tưởng của bạn không khởi lên, thời gian rất ngắn. khi vọng tưởng chân thật hàng phục không khởi lên được tác dụng, hương quan của chư phật liền tiếp xúc được. đây là một nguyên nhân, đây là công phu của chính mình. Thế nhưng Thời gian của chúng ta công phu thực tế mà nói Quá ngắn Không thể giữ gìn Vì sao vậy Vừa thấy ánh sáng Vừa gửi được hương Rất hoan hỷ Vừa quan hỷ thì xong rồi Vừa hoan hỷ là gì vậy Quan hỷ là phiền não Các vị phải nên biết Thất tình lục dục Hỷ nộ ai lạc, ái ố dục Đều là phiền não vừa mới ngửi được thấy được phật quan vừa mới tiếp xúc phật được một chút phiền não lập tức sanh ra lập tức liền cắt đứt đây là một nguyên nhân cái nguyên nhân thứ hai đó là phật bồ tát gia trì thiện căn thuần thục đây là phật bồ tát tiếp dẫn bạn dùng thần lực gia trì để cho bạn thấy được để cho bạn ngửi được thêm lớn tính tâm của bạn bạn sẽ ở đây cảm thấy phật pháp hy hữu xanh khởi tâm hy hữu tâm cung kính đến học tập đại khái tổng quát không ngoài hai nguyên nhân này đặc biệt là vào lúc mới học phật khi mới học phật vừa mới tiếp xúc không có tính tâm gì vào lúc này cần phải có tam bảo gia trì tôi khi mới bắt đầu học phật phật quan thấy được ít dường như chỉ có một lần thế nhưng ngửi được mùi hương tổng cộng có hơn mười mấy lần đích thực cái mùi hương này rất nồng không biết từ nơi nào đến không cách gì hình dung đều không giống những mùi hương mà trước đây chúng ta đã ngửi qua cái mùi hương này có thể làm cho tinh thần chúng ta phấn chấn đầu óc tỉnh táo nó có cái tác dụng này thế nhưng thời gian cũng không quá lâu thỉnh thoảng một làng mấy giây một hai phút thời gian dài nhất đại khái khoảng năm phút rất nhiều đồng tu đều gặp qua đây là thuộc về gia trì của phật bồ tát có hai loại nguyên nhân này kỳ hương phổ huân thập phương thế giới chúng sanh văn giả giai tu phật hạnh đây là dùng hương và ánh sáng giúp tất cả chúng sanh ở chỗ này cái gì gọi là phật hạnh câu nói này rất là quan trọng phật hạnh đương nhiên không phải là phàm phu hạnh lời nói này chúng ta ở trong giảng đường đã nói qua nhiều lần đã nói qua nhiều rồi vẫn phải nói vì sao vậy bởi vì hiện tại bạn vẫn chưa tu phật hạnh cho dù đã tu phật hành vẫn là phải không ngừng giảng phật hành của bạn chưa viên mãn đây chính là nhà phật đã nói huân tu thời gian dài phổ huân thập phương thế giới phổ huân là vĩnh hằng mà không gián đoạn Mới có thể chân thật Giúp chúng sanh Thành tựu chúng sanh Thỉnh thoảng Một lần, hai lần Có câu là một ngày nóng Mười ngày lạnh Không giúp được việc Vậy thì không thể thành tựu Chân thật thừa bi Là phải dĩnh hằng Huân tu Không gián đoạn Phật hạnh hai chữ này vô cùng quan trọng ở trong phẩm thứ hai mươi của bộ kinh này đã nói trần lao cấu tập tự nhiên bất khởi đây chính là phật hạnh cái gì là trần lao trần là thí dụ thí dụ ô nhiễm hiện tại chúng ta sống ở trong không gian kiến trúc có hoàn thiện hơn ô nhiễm đối với di trần thì vẫn cứ không thể tránh khỏi bàn một ngày không lao bằng tỉ mỉ sờ qua nó vẫn có bụi ba ngày không lao vậy thì rất rõ ràng cho nên trần là biểu thị ý nghĩa của ô nhiễm ô nhiễm cái gì ô nhiễm tâm tánh của chúng ta Tâm tánh của chúng ta vốn dĩ là thanh tịnh vốn dĩ là chân thành vốn dĩ là bình đẳng Hiện tại tại vì sao Toàn bộ đều mất hết rồi Bị sáu trần ô nhiễm Sáu trần này là Sắc thanh hương dị xuất pháp Bị những thứ này Ô nhiễm rồi Tâm thanh tịnh Được đại tự tại Được đại hoan hỷ Thường sanh tâm hoan hỷ Thế nhưng Sau khi tâm tánh bị ô nhiễm rồi Thì cái này mất đi Cái sanh ra là thứ gì? Cái sanh ra là tình khi không bị ô nhiễm sanh ra Là trí Cho nên phải nên biết Trí cùng tình là một sự việc Tác dụng không như nhau Trí cùng tình Thể chỉ là một Tướng không như nhau Tác dụng khác biệt thì quá lớn Tình Phía sau đó là lao người hiện tại gọi là rất mệt trí sẽ không mệt trí là vô cùng nhẹ nhàng người tình càng nặng thì càng khổ sở lao nhọc cả đời không chỉ cả đời còn đến đời sau đời đời kiếp kiếp sống ở trong lao nhọc không cách gì Siêu diệt sáu cõi luân hồi Nhân tố chủ yếu hình thành sáu cõi luân hồi Cái nhân tố thứ nhất Là tình chấp Bạn có tình chấp Thì bạn không thể ra khỏi sáu cõi luân hồi Vì nếu người không có tình Bạn nói không có tình Dường như ai cũng không muốn nghe lời này con người nếu biến thành vô tình Vì con người này rất tàn khốc Vì thì không phải Làm thế nào đem tình chuyển biến thành trí Cho nên Phật Pháp Không phải dạy bạn Đem tình đoạn dứt đi Đoạn dứt đi thì trí cũng không còn Vì sao vậy? Tình cùng trí là một thể mà Không thể đoạn Vậy thì phải làm sao? Chuyển biến Đem tình chuyển biến thành trí Đây chính là chuyển phàm thành thánh Chuyển mê thành ngộ Tình là mê Cái tướng đó là mê Trí tướng của trí là giác ngộ Cho nên trong kinh Phật dạy chúng ta chuyển biến Hiện tại chúng ta tại vì sao không thể chuyển đổi Không thể chuyển đổi Có hai nguyên nhân Cái nhân tố thứ nhất là không rõ ràng đạo lý Không chịu chuyển Chấp trước kiên cố Không chịu chuyển Lý chưa làm thấu triệt Cái thứ hai là Tập khí quá sâu Vô lượng kiếp đến nay chúng ta chỉ sống ở trong tình chấp hiện tại vừa muốn đem nó chuyển đổi lại dường như có chút không nhẫn tâm làm không nỡ bỏ cho nên chư phật bồ tát chỗ này mới hiển thị ra đại từ đại bi không ngừng lặp lại Dạy bảo chúng ta Mỗi giờ mỗi phút Đều nhắc nhở chúng ta Phương pháp Phật đã dùng Là kinh giáo Chân thật gọi là Một đời dạy người Là dùng miệng Trăm đời dạy người Phải dùng sách sách có thể lưu truyền mãi mãi sẽ không mất đi ngày nay nếu người không xem trọng sách vở không chịu đọc sách thì đặc biệt sai lầm hiện tại tuy là có khoa học kỹ thuật cao không cần dùng những sách vở này nói những văn tự này đều có thể cho vào vi tính các gì có thể từ trong màn hình vi tính mà xem. Thế nhưng, tôi lại nghe có rất nhiều người nói với tôi, mỗi ngày mắt nhìn vào màn hình vi tính, thọ mạng của họ chỉ ít phải mất đi 20 năm. Trên màn hình này là rất thuận tiện, bạn thích cái thuận tiện này, bạn phải bỏ ra cái giá, cái giá này là 20 năm tuổi thọ. Bạn phải bỏ ra cái giá này. cho nên tôi không nhìn màn hình, tôi nghe đến truyền hình cũng không xem những thứ văn tự trong vi tính của các gì bạn in ra cho tôi xem tôi không trực tiếp xem màn hình cho nên nó có sở trường của nó nó chắc chắn có khuyết điểm của nó trên thế giới không có thập toàn thập mỹ có tác dụng chánh diện quyết định có tác dụng phụ của nó chúng ta nhất định phải hiểu rõ phải hiểu được sau đó bạn mới có thể khéo dùng khoa học kỹ thuật không bị khoa học kỹ thuật làm hại không bị khoa học kỹ thuật làm mệt bạn liền tự tại an lạc cho nên phật dạy chúng ta đối với cảnh giới bên ngoài phải thấu hiểu được rất rõ ràng rất tường tận chân tướng của nó là gì bao gồm tất cả vật tướng là tướng nhất hợp đây là phật tổng thuyết trong tướng hợp nhất chúng ta thể hội được cái gì vạn pháp bình đẳng pháp pháp bình đẳng bạn hiểu được cái đạo lý này vọng tưởng phân biệt chấp trước đặc biệt là ý niệm được mất sẽ ít đi một nửa trật lên bạn liền cả người thoải mái nhẹ nhàng vì sao vậy Người ta lấy được kim cang tán bảo thạch Quý đến như vậy Trong mắt của chúng ta là gì Kim cang tán bảo thạch Cùng các đất trên đại địa Hoàn toàn bình đẳng Giá trị là bình đẳng Bạn nói cái đó là giá trị cao Là bạn bị nó lừa Kỳ thật giá trị là bình đẳng Bao gồm tất cả các pháp đều là bình đẳng Bất cứ vật chất Nói là quý trọng Quý trọng là gì? Là vọng tưởng của bạn đem nó tạo thành quý trọng Giả thôi Không phải là thật Phật lại nói với chúng ta Phạm sở hữu tướng Giai thị hư vọng Quyết không phải chân thật Trên Kinh Kim Cang Lại nói Tất cả hữu di pháp như mộng huyễn bèo bò Thật đang tồn tại cũng là giả bạn nói cái hiện tượng này tồn tại vậy thì bạn hoàn toàn thấy sai rồi hiện tại khoa học gia hiểu được sát na xanh diệt làm gì có tồn tại chứ nếu bạn không tin tưởng hiện tại các bạn đến bên đây du lịch tôi thấy các vị mỗi người đều mang theo cái máy chụp hình có thể hội được đến sự tồn tại là gì không Khi bạn canh chuẩn rồi Ấn nút ống kính mở ra Khi bạn ấn lần thứ hai Chắc chắn không phải là lần thứ nhất Lần thứ nhất đã không còn nữa Không có tồn tại Tồn tại là một khái niệm trù tượng Không phải sự thật Bao gồm tất cả chư pháp Đều không tồn tại Nếu bạn muốn được nó Chẳng phải bạn khởi vọng tưởng sao Chẳng phải bạn làm phiền chính mình sao Cho nên Chân thật hiểu rõ rồi Tất cả các pháp Vô đắc cũng vô thất Không có được mất Tất cả các pháp Rốt cuộc là sự việc ra sao Phật nói rất hay Duyên Duyên tụ Duyên tan Tụ tán đều là sát na Cái sát na này Ước dạng phần của một giây Ở trên Kinh Phật nói với chúng ta Một khẩy móng tay 60 sát na Một sát na có 900 lần sanh diệt Thì làm gì có tồn tại Cho nên nói Như lộ cũng như chớp Lộ là gì vậy? Lộ là nước xương sớm Lâu là thí dụ tướng tiếp nói Ngày nay chúng ta xem thấy Dường như là có một sự việc như vậy Là từ sát na từng sát na nối nhau Không phải là thật Như chớp là nói Chân tướng sự thật Như lộ là nói Huyện tướng Là nói huyện tướng tiếp nối Không tồn tại nếu bạn hiểu rõ Chân tướng sự thật của vũ trụ nhân sanh Tâm khai ý giải Được đại tự tại Thế suốt thế gian tất cả Pháp Quyết sẽ không có tâm mong cầu Bạn chắc chắn Sẽ không có tâm được mất Sau đó Sanh khởi tâm đại bi Xem thấy tất cả chúng sanh Đều mê rồi Không biết được Chân tướng sự thật những người giác ngộ này đến giúp những người mê này khai ngộ hiểu rõ chân tướng sự thật trải qua đời sống bình thường đời sống bình thường thì gọi là phật hạnh đời sống của phàm phu không bình thường cho nên ngay đời này trải qua rất là khổ cực chư Phật Bồ Tát trải qua được rất tự tại, rất an vui. Họ không có được mất. Toàn tâm toàn lực giúp đỡ tất cả chúng sanh cũng đều là duyên. Có duyên làm nhiều một chút. Duyên không đầy đủ làm ít một chút, không có duyên không làm. Bạn nói xem từ tại giường nào? Chúng ta học Phật Hiểu rõ Từ cái chỗ này Tuy là hiểu được không đủ viên mãn Hiểu được một chút Thì làm một chút Liền được một chút an vui Cho nên tôi làm việc Hiện tại cư sĩ Lý Mộc Nguyên làm việc Các vị mọi người đều biết Xem thấy cư sĩ Lâm Tịnh tâm học hội Đầu tràng của chúng ta ngày nay rất náo nhiệt Duyên thù thắng Chúng ta có duyên Sẽ tận tâm tận lực Giúp đỡ xã hội Giúp đỡ đại chúng Giúp đỡ chỗ nào vậy? Giúp đỡ cả thế giới Vì sao vậy? Tin tức ở nơi đây Truyền đi khắp thế giới Giúp đỡ hiện tại Cũng giúp đến vị lai Làm cho chúng sanh dị lai Một tấm gương tốt Có duyên làm nhiều Không có duyên không làm Một chút miệng cưỡng cũng không có Tuy là chúng ta có cái tâm như vậy tâm thanh tịnh có cái nguyện như vậy nguyện thanh tịnh vì sao gọi là nguyện thanh tịnh nguyện vì chúng sanh không nguyện vì chính mình nếu như xen tập một chút vì chính mình nguyện của bạn không thanh tịnh tâm của bạn cũng không thanh tịnh tâm nguyện thanh tịnh cùng cảm ứng tương thông với chư phật bồ tát đây chính là mọi người thường nói oai thần phật bồ tát gia trì đạo lý chính là như vậy cảm ứng rất không thể nghĩ bàn chúng ta xem thấy hoan nghỉ không phải vì chính mình hoan nghỉ không phải nói ở đây làm được nhiều sự việc như vậy Náo nhiệt như vậy, hoan hỷ Không phải vậy Vì chúng sanh có phước mà hoan hỷ Vì chúng sanh lìa khổ được vui mà hoan hỷ Đều không vì chính mình Duyên chín mùi rồi Chúng ta phải hướng về phía trước Thúc đẩy thêm một bước Vừa rồi tôi ở lầu 2 Lý hội trưởng ông nói với tôi Tôi liền nói với ông Hiện tại công tác chủ yếu của chúng ta Phải thúc đẩy giáo dục tôn giáo hy vọng mỗi một tôn giáo đều phải giảng đạo đều phải giảng kinh không chỉ là hình thức tôn giáo tôn giáo nếu như có những nghi thức nghi quy này bên trong không có giáo học đều biến thành mê tín nhất định phải giúp tất cả tôn giáo đến thúc đẩy giáo học Cái giảng đường này của chúng ta Bắt đầu từ tháng 6 mở rộng Buổi tối mỗi ngày Chủ nhật mỗi tuần Mời chính tôn giáo lớn của Singapore Truyền giáo sư của họ Đến nơi đây giảng kinh Giảng đạo Giảng kinh của họ Giảng đạo của họ Hoan nghênh đồng tu đều đến nghe Người càng nhiều càng tốt Hiện tại những thầy truyền giáo của họ Đều đã chuẩn bị rồi Chúng ta nghe họ giảng Họ cũng nghe chúng ta Chúng ta giao lưu lẫn nhau Bổ túc lẫn nhau Giúp ích cho xã hội an định thế giới hòa bình cái thế gian này vĩnh viễn sẽ không còn có chiến tranh chủng tộc chiến tranh tôn giáo hy vọng đem hai loại bất thiện này vĩnh viễn đoàn tuyệt trên địa cầu này đây là trực tiếp ảnh hưởng gián tiếp sẽ rất to rất lớn chúng ta phải làm cư sĩ lý mộc nguyên còn có ý mong muốn vào nửa năm cuối của năm nay có thể đem loại hoạt động chính tôn giáo này của chúng ta mở rộng đến á châu khu vực này mười cái quốc gia này chúng ta về sao e rằng thâm diễn tôn giáo nước ngoài sẽ rất bận rộn chính tôn giáo chúng ta liên hiệp lại thâm giếng chủng tộc tôn giáo của mọi quốc gia chúng ta đến thúc đẩy hòa bình đây là gì vậy đây là thực tiễn phật pháp đại thừa Mục tiêu cuối cùng của chúng ta là phải thúc đẩy đến toàn thế giới. hy vọng tín đồ của toàn thế giới đều giác ngộ đều có thể phá mê khai ngộ đoạn ác tu thiện sau cùng đều có thể chuyển phàm thành thánh giúp đỡ chính mình nhất định cũng phải giúp đỡ người khác đây gọi là phật hạnh phạm vi của phật hạnh quá rộng lớn không phải giới hạn ở phật giáo các vị xem ở trên kinh hoa nghiêm hết thảy cõi nước khác nhau trên kinh gọi là quốc độ không phải địa cầu không phải nói cái quốc gia hiện tại này của chúng ta nó nói được rất lớn phạm vi của một vị phật giáo hóa đó gọi là một quốc độ trên kinh nói Tam thiên đại thiên thế giới Tam thiên đại thiên rút cuộc là bao lớn Nếu như như cách nói của lão cư sĩ Hoàng Niệm Tổ Một cái đại thiên thế giới Hiện tại gọi là hệ ngân hà Mười giảng ức hệ ngân hà đây là một cõi nước khu vực giáo hóa của một vị phật mười dạng ức cái hệ ngân hà quốc độ chỗ này nói đều là chỉ phạm vi lớn đến như vậy ở hư không pháp giới quốc độ phật như vậy vô lượng vô biên phạm vi lớn như vậy Chúng sanh cư ngụ trong đó Rất là phức tạp Chỗ này gọi là Sinh vật của những tầng không gian duy thứ khác Con người chúng ta cũng bao gồm trong đó Nhà Phật thường gọi là Mười Pháp Giới Mười Pháp Giới chính là Những tầng không gian khác nhau Phật là phổ độ quyết không có phân biệt quốc độ khác nhau tộc loại khác nhau văn hóa khác nhau tư tưởng khác nhau tôn giáo tín ngưỡng khác nhau phật là bình đẳng dạy bảo chắc chắn không có khác biệt bình đẳng tôn kính bình đẳng yêu thương bình đẳng giúp đỡ bồ tát phổ huyền nói quản tu cúng dường bình đẳng cúng dường phật là dạy chúng ta như vậy chúng ta phải nên làm mới là học trò tốt của phật cho nên có rất nhiều người thực tế mà nói đọc kinh quá ít hoặc giả họ có đọc họ không thể nào hiểu được phê bình chúng ta đem tiền tài đi cúng dường các tôn giáo khác họ không thể chấp nhận chỉ trách nghiêm khắc đối với chúng ta Chúng ta nghe rồi mỉm cười Vì sao vậy? Phật vì chúng ta làm Chúng ta không làm sai Họ không thể chấp nhận Là họ không lý giải được Ý của Phật Đương nhiên Lý giải được ý của Phật là không dễ dàng Kệ Khai Kinh nói Nguyện giải như lai chân thực nghĩa Ngay trong mắt của Phật Bồ Tát Hư không Pháp giới tất cả chúng sanh là một thể Các vị thường thường nghe nói Ba đời tất cả Phật Cùng đồng một Pháp thân Đây là cái ý gì vậy? Hư không Pháp giới Cùng chính mình là một thể Cho nên tất cả chúng sanh chính là chính mình thương yêu tất cả chúng sanh chân thật là thương yêu chính mình cung kính tất cả chúng sanh là cung kính chính mình là tự tôn cúng dường tất cả chúng sanh là cúng dường chính mình là cái đạo lý này cái chân tướng sự thật này người biết được không nhiều chư phật bồ tát biết được pháp thân đại sĩ biết được cho nên chúng ta xem thấy trên các kinh luận đại thừa họ đích thực là làm như vậy chúng ta ngày nay theo sao phật bồ tát làm theo chư phật bồ tát vậy thì làm gì sai đây gọi là chân thật học phật phật dạy bảo chúng ta các vị phải tỉ mỉ mà nghĩ tưởng phật dạy chúng ta cái gì nếu tôi nói ra các vị đều biết được mỗi mỗi đều sẽ nói phật dạy chúng ta đoạn phiền não chứng bồ đề mỗi người đều biết nói Thế nhưng bạn ở ngay trong cuộc sống thường ngày Bạn vẫn cứ là không đoạn được phiền não Trong miệng nói đoạn phiền não Trên thực tế không chịu đoạn phiền não Vì sao không chịu đoạn Bạn thấy như thập tự giá giê -xu Của cơ đốc giáo Bạn có chịu quỳ xuống lại ba lại hay không Không chịu Đó là ngoại đạo Bạn xem vọng tưởng phân biệt chấp trước bạn không chịu đoạn Ta là người chịu đoạn Khi ta xem thấy Ta cũng cung cung kính kính lại ba lại Mọi người xem thấy rất kỳ lạ Có gì kỳ lạ đâu Đó là Phật Đó là tự tánh Trên Kinh Hoa Nghiêm chẳng phải đã nói rõ ràng hay sao hư không pháp giới, tất cả chúng sanh. Duy tâm sở hiện, duy thức sở biến. Tâm là Phật, thức chính là Bồ Tát. Phật Bồ Tát biến ra. Đó chính là Phật Bồ Tát. Không thể nói Phật Bồ Tát biến thành ra như thế này. Chúng ta mới thừa nhận là Phật Bồ Tát ngày biến nhiều ra hình thức khác nhau. Thì chúng ta không thừa nhận làm gì có cái đạo lý này. Đó chẳng phải là người ngu si hay sao Tôi mặc lên người y phục này Bạn gọi tôi là Pháp Sư Tịnh Không Tôi mặc lên bộ cơm lê Vậy thì không phải hay sao Làm gì có loại đạo lý này Chư Phật Bồ Tát Thiên Biến Dạng Hóa Cho nên nhất định phải hiểu cái đạo lý này Đây chính là bảo chúng ta đoạn phiền não Bạn cho rằng phiền não từ chỗ nào mà đoạn đây chính là đoạn phiền não đối với tất cả tôn giáo bao gồm tất cả chủng tộc một mực đối đại bình đẳng chúng ta phiền não liền không còn bạn ở trong đây khởi vọng tưởng phân biệt chấp trước phiền não của bạn liền sanh ra không luận đối đại với bất cứ người nào không luận đối đại với tôn giáo nào xem thấy họ có nhu cầu toàn tâm toàn lực giúp đỡ ta không còn phiền não nếu như chúng ta vẫn còn nghĩ Họ là một tôn giáo khác Ta có nên giúp đỡ hay không Ta giúp đỡ họ có tội gì không Bạn nói xem có đáng lo hay không Thành tâm thành ý giúp đỡ Người làm gì có tội Giúp đỡ người khác có tội là gì sao Có ý đồ mà giúp thì có tội Ta giúp đỡ họ Hy vọng được hồi báo gì đó Vì thì ta có tội Ta giúp đỡ họ vô điều kiện bất cứ ý niệm hồi báo gì đều không có vì làm gì có tội cho nên các vị phải nên biết cái gì gọi là tội lỗi tội lỗi là từ trong tự tư tự lợi mà sanh ra chúng ta tu tất cả thiện bên trong xen tạp tự tư tự lợi đây gọi là tạo nghiệp Nếu như không có một chút ý niệm tự tư tự lợi xen tạp Đây chính là nhà Phật gọi là thanh tịnh công đức Thanh tịnh công đức Xin nói với các vị là không gì có được Không gì có được là thảy đều có được Cái bạn có được là gì vậy? Tận hư không khắp pháp giới bạn có được là trí tuệ đức tướng vốn đầy đủ trong tự tánh của bạn hiện tiền cái đại đạo lý này có mấy người hiểu cho nên phật hạnh phải làm từ chỗ nào tịnh nghiệp tam phước trong kinh quán vô lượng thọ phật làm từ hiếu dưỡng cha mẹ hai chữ này rất không dễ hiểu cái gì gọi là hiếu có mấy người hiểu được hiếu cho nên trung quốc lão tổ tông của chúng ta nêu ra chúng ta không thể phủ phục năm dốc sát đất đích thực là đầy đủ trí tuệ cao độ nghệ thuật cao độ tạo ra những văn tự này văn tự là phù hiệu phù hiệu của trí tuệ để bạn xem thấy cái phù hiệu này nghe được cái âm thanh này bạn liền giác ngộ hiếu cái chữ phù hiệu này bên trên là chữ lão bên dưới là chữ tử là cái ý gì vậy trên một đời cùng dưới một đời là một thể đây gọi là hiếu cho nên người phương tây có đức khoản đức khoản thì không có hiếu đoạn đức trên một đời cùng sau một đời có cách khoảng. trên một đời còn có trên một đời nữa sau một đời còn có sau một đời nữa quá khứ vô thị vì lai vô chung vô thị vô chung là một thể đây là bổn ý của chữ hiếu đây là từ trên thời gian mà nói từ nơi không gian mà nói rộng khắp mười phương nhà phật có hai câu nói tận cùng ba cõi rộng khắp mười phương Chữ hiếu cái phù hiệu này Chính là đại biểu cho ý này Mười phương ba cõi là một thể Đây là chữ hiếu Đây là ý nghĩa của chữ hiếu Cho nên tận hiếu Hiếu dưỡng cha mẹ là tận hiếu Ai có thể làm viên mãn Phật mới được viên mãn Bồ Tát Đẳng Giác Vẫn còn một phẩm sanh tướng vô minh chưa phá Hiếu đạo của họ vẫn còn kém khuyết một phần Cho nên Phật dạy chúng ta cái gì? Phật dạy cho chúng ta Hiếu kính mà thôi Cả thể Phật giáo chính là dạy chúng ta Hiếu thân tôn sư Sinh mạng của chúng ta có được là nhờ ở cha mẹ huệ bạn của chúng ta có được là nhờ ở lão sư không có cha mẹ lão sư thì chúng ta không hiểu được đạo lý đối với chủ trụ nhân sanh không hiểu rõ những đạo lý này Người cùng những loại động vật khác Có gì khác nhau đâu Con người sở dĩ khác với loại cầm thú Chính là họ rõ lý Họ có tiếp nhận qua giáo dục Cho nên họ có sư đạo Thì hiện của chư Phật Bồ Tát Đều là dùng thân phận của lão sư Xuất hiện ở thế gian Vậy bảo chúng ta Trải qua đời sống trí tuệ Trải qua đời sống giác ngộ Đây là Phật hạnh Phật là ý nghĩa của giác ngộ Ý nghĩa của trí tuệ Phạm phu Không hiểu được Phật hạnh Trải qua là phiền não Đời sống của họ rất khổ Cái rất khổ này Không phải là vật chất Đời sống vật chất không thiếu kém Hào môn quý tộc ở thế gian này Thậm chí Thiên dương trên trời Trong Phật Kinh thường nói Phước báo lớn nhất là Đại Phạm Thiên Dương Ma Hê Thủ La Thiên Dương Họ không có tu phạm hạnh Họ vẫn là rất khổ Bần cùng có cái khổ của bần cùng Giàu sang có cái khổ của giàu sang Bần tiện có cái khổ của bần tiện Quý nhân họ cũng có cái khổ Thấy đều là có khổ Con người nào là không khổ Người giác ngộ không khổ Người tường tận không khổ Phàm hệ đối với chân tướng Của vũ trụ nhân sanh Người không tường tận Thì họ không thể nào không khổ Khổ từ do đâu mà ra Do mê mà ra cho nên nhà phật nói liệt khổ được vui đây là quả nhân là phá mê khai ngộ bạn giác ngộ bạn liền an vui mê rồi thì có khổ giáo học của cả thầy phật pháp phá mê khai ngộ mà thôi cương yếu của cả thầy phật pháp hiếu thân tôn sư mà thôi cho nên người hiểu được hiếu thân hiếu dưỡng cha mẹ hiếu dưỡng cha mẹ người hiện đại chỉ hiểu được hiếu dưỡng thân của cha mẹ đời sống vật chất của họ chăm sóc được rất chu đáo đây có thể xem là tận hiếu hay sao? Không phải. Phải hiểu được dưỡng cái tâm của cha mẹ. Để cha mẹ không có lo lắng. Để cha mẹ thường sanh tâm hoan hỷ. Vì mới có thể tận một chút hiếu đạo cho nên Người làm con cái Đi học Bài khóa không tốt Cha mẹ lo lắng Là bất hiếu Không nghe lời dạy của thầy Cha mẹ buồn lo lại là bất hiếu Cùng ở chung với các bạn học Mà bất hòa Cha mẹ lại lo lắng Vì thì bất hiếu anh em bất hòa Chị em bạn dâu bất hòa Đều làm cho cha mẹ lo lắng Đây đều là bất hiếu Bạn liền biết được phạm vi của hiếu dưỡng Là rộng lớn đến cỡ nào Bạn bước vào xã hội Làm việc ở trong xã hội Bạn là một công nhân Bạn không tôn kính ông chủ không phục tùng ông chủ Đây là bất hiếu Cùng với đồng sự của bạn Không thể nào hợp tác giúp đỡ lẫn nhau Chân thành hợp tác giúp đỡ lẫn nhau Cũng là bất hiếu Phạm vi quá rộng quá lớn Không có bờ mé Đây là gì vậy? Đây là dưỡng cái tâm của cha mẹ Càng quan trọng hơn Dưỡng cái trí của cha mẹ Cũng chính là Kỳ vọng của cha mẹ đối với bạn Ngà ngữ chúng ta thường nói Mong con trai thành rồng Mong con gái thành phụng Nếu bạn không làm được rồng phụng Thì bạn bớt hiếu rồi Rồng phụng là thí dụ đức hạnh của bạn, trí tuệ của bạn, bạn cống hiến đối với xã hội chúng sanh, phải làm đến được, tròn đầy viên mãn, cha mẹ bạn hoan nghị vui vẻ, dưỡng cái trí của cha mẹ, trí đạt đến đỉnh điểm chính là bạn làm được Phật. Vì thì cha mẹ liền vui mừng Hiếu bạn mới làm đến được viên mãn Vừa nghe nói làm Phật Các vị lại sanh ra một quan niệm sai lầm Vậy thì đại khái phải xuất gia hay sao? Cái quan niệm này là sai lầm Làm Phật Làm Phật là gì? Chính là trí tuệ viên mãn Đức năng viên mãn trong tất cả các pháp đều làm đến được viên mãn con người này liền gọi là phật không thể nói xuất gia rồi thì có thể làm phật vậy thì bạn lại sai rồi tại gia đều thành phật Chúng ta phải đem cái chữ này làm cho rõ ràng Phải nhận biết tường tận Xuất gia Là một loại trong hành Phật Cũng giống như cả thể sinh hoạt trong xã hội của chúng ta Chúng ta ở trong xã hội Chọn lấy một nghề nghiệp Chúng ta đi học Chọn lấy một khoa hệ cái nghề nghiệp này là nghề nghiệp giáo dục của phật đà là khoa hệ giáo học của phật đà chúng ta chọn lấy nghề này từ nơi cái nghề nghiệp này nếu như nói phật cùng bồ tát người người đều là phật người người đều là bồ tát nam nữ già trẻ các ngành các nghề chỉ cần bạn giác ngộ tâm hành của phật bồ tát không giống như người thế gian Người thế gian làm bất cứ việc gì Đều là vì chính mình Đây gọi là phạm phu Người thế gian Phật Bồ Tát làm bất cứ việc gì Đều là vì chúng sanh Vì lợi ích xã hội Chắc chắn không vì lợi ích của chính mình Họ chính là Phật Họ chính là Bồ Tát Lần trước tôi ở Kiết Long Ba sau khi pháp hội hoàn mãn đàn tư lý lý kim hữu tiễn đưa tôi tôi đã nói với họ hơn một giờ đồng hồ Dạy họ kinh doanh nhà khách sạn họ ở nơi đó mở một khách sạn lớn khách sạn sáu sao dùng phật hành để khai mở khách sạn Ông chủ chính là Phật Đà Hết thể nhân viên đều là Bồ Tát Khách sạn gì Tất cả chúng sanh phục vụ Không vì chính mình kiếm tiền Vì chúng sanh phục vụ Bằng chính là Phật hạnh Bằng chính là thương nhân của Phật Thương nhân Bồ Tát Phạm là người đến khách sạn để ở Đều là chúng sanh để bạn độ, Phật không độ người vô duyên. Đến ở nơi khách sạn bạn thì có duyên với bạn, bạn liền độ họ. Phật pháp là linh hoạt, không phải khô cứng. Tôi ở Hoa Kỳ đã từng dạy cho người chủ gia đình. Chủ gia đình là Phật Bồ Tát Có rất nhiều người chủ gia đình Đến kêu khổ với tôi Mỗi ngày cứ làm những việc như vậy Làm cả đời cũng không thể nghỉ ngơi Quán tháng kêu khổ Khổ không nói ra lời Khi vừa chuyển đổi ý niệm Bạn đang hành Bồ Tát Đạo Chúng sanh trong gia đình đều là đối tượng Để cô độ họ Hàng xóm bạn bè thân thích của bạn Đều là đối tượng của bạn độ hóa Thì bạn liền rất an vui Mỗi ngày đang hành Bồ Tát Đạo Mỗi ngày đang tu lục độ Mỗi ngày đang tu tứ nhiếp Pháp Bạn sẽ an vui không gì bằng Ý niệm vừa chuyển Phạm Phu liền biến thành Phật rồi Cho nên biết được Bất cứ một cương vị công tác nào Đều là hạnh Phật Đều là Bồ Tát hạnh Phải xem ý niệm của bạn Có thể chuyển đổi được hay không Không nhất định phải xuất gia Xuất gia nếu không hiểu rõ những đại đạo lý này Ngày ngày hưởng thụ cúng dường của người khác Cái tội lỗi này rất nặng Người xưa đã nói Đời này không liễu đạo Mang lông đội sừng để trả Thí chủ cúng dường Đều là có ghi nợ Đã ghi vào sổ nợ rồi Nếu bạn không thể thành tựu không thể liễu đạo mà nói vậy thì tương lai phải trả cái nợ này cho nên cái thọ dùng ngay trong đời này người ta cúng dường không dễ dàng tiếp nhận phải nên biết cái đưa đến phải đều ghi nợ trên thân của chúng ta không thể không trả hiện tại hưởng thụ thì rất ưa thích đến khi trả nợ thì rất khổ cực nếu không muốn trả nợ thì bạn cần phải đạt đến kỳ vọng của thí chủ đối với bạn họ hy vọng bạn chứng đạo chứng quả hy vọng bạn thành phật chúng ta quả nhiên làm được rồi cái cúng dường của họ chính là phước báo họ có quan hệ giữa chúng ta chúng ta thành phật rồi họ có quan hệ giữa phật Tương lai nhờ vào phước của Phật Họ cũng sẽ có thành tựu Phật là người tri ân báo ân Quyết không cô phụ Người ngày trước đã từng cúng dường qua Ngài Chắc chắn sẽ chăm sóc đến họ Đời đời kiếp kiếp Không luận họ ở trong một cõi nào Phật Bồ Tát đều xem thấy Đều có thể tiếp xúc đến được trong âm thầm bảo hộ họ cơ duyên chính mùi nhất định dùng ứng hóa thân đến để giúp họ thành tựu họ những đạo lý chân tướng sự thật này chúng ta đều phải hiểu ở trong bổn kinh chúng ta nói đến phật hạnh chính là phương pháp lý luận cảnh giới mà trong bộ kinh này đã nói chúng ta mỗi ngày động tục mỗi ngày ở nơi đây nghiên cứu thảo luận còn phải chăm chỉ nỗ lực thực tiễn Nếu như không thực tiễn Thì bạn sẽ không có tiến bộ Vì sao vậy? Giải hành Tương ưng Tương bổ tương thành Hành giúp cho giải Giải giúp cho hành Giải rồi mà không hành Giải của bạn chỉ giải đến chỗ này mà thôi Không thể giàu sâu hơn Nhất định phải có công phu của hành Giúp cho bạn càng lý giải càng sâu hơn Nghĩa lý cảnh giới trong kinh Đều là không có chỗ dừng Mỗi câu mỗi chữ Giảng mấy năm Giảng mấy mươi năm Cùng giảng không hết đây là thực tế rõ ràng ở trong kinh văn này chúng ta có thể xem thấy được bao nhiêu có thể giảng được bao nhiêu hoàn toàn phải dựa vào công phu tu hành của chính mình hay nói cách khác phải đem lý luận biến thành tư tưởng kiến giải của chính mình đem những phương pháp trong đây biến thành hành vi đời sống của chính chúng ta mới có thể được thọ dùng chân thật phật bồ tát là tiêu chuẩn của chúng ta là mô phạm của chúng ta thế giới tây phương cực lạc a di đà phật chỗ này nói phật quan của ngài bảo hương của ngài biến mãn hư không pháp giới thấy ánh sáng ngửi mùi hương đều có thể giác ngộ đều có thể hồi đầu đều có thể làm theo phật hạnh Giờ đây có thể biết. Trong hương quang đều có trí tuệ vô tận. Đi nguyện vô tận. Vô tận phương tiện khéo léo. Đây gọi là không thể nghĩ bàn. Quang là sống hương cũng là sống nó có thể cảm động lòng người đây không phải là hương thông thường trong hương quan có a di đà phật có tinh thần của chư phật như lai ở trong đó tôi nói lời nói này mọi người tương đối dễ hiểu một chút ở trong phật pháp gọi là lưu lộ của tánh đức chúng ta chính mình có tự tánh tánh đức của phật xúc động tự tánh của chúng ta giúp chúng ta phá mê khai ngộ đây là phương tiện khéo léo đến cùng tổ không chỉ là Dùng ngôn ngữ giáo hóa chúng ta Đến khi cùng tổ Thì dùng hương quan Vậy thì thử hỏi Chúng ta hiện tiền Có cách gì dùng hương quan hay không? Có Hiện tại cũng đã phổ biến Đang ứng dụng Rõ ràng nhất là Chúng ta tạo tượng Phật Bạn mắt có thể thấy được họ Đây là quan Khi trong tâm của bạn Có thể nhận biết Có thể cảm động Đây chính là hương Tôi xem thấy tôn tượng này Tôn tượng này là tượng Địa Tạng Dương Bồ Tát bạn biết được là bồ tát địa tạng đây là quan bạn có thể thể hội được tâm địa hàm chứa vô tận bảo tạng cái bảo tạng này cần phải hiếu kính tôn sư để khai phát đây chính là hương Hương quang của Thích Ca Mâu Ni Phật Các vị nơi nơi đều thấy được Chỉ là Bạn thấy mà không thấy Ngửi mà không ngửi Vậy thì không còn cách nào Không thấy không nghe Vẫn là Phiền não tập khí của chúng ta Chướng ngại tự tánh Tâm của bạn không đủ thanh tịnh Tâm của bạn không đủ chân thành quả nhiên tâm địa thanh tịnh chân thành mới biết được hư không pháp giới những thứ đó đều là biểu pháp mới biết được hương quan của chư phật biến khắp thế gian tất cả người tất cả việc tất cả vật một ngày từ sớm đến tối đều tiếp xúc tông môn gọi là đầu đầu thị đạo tả hữu phùng nguyên chỉ có thể trách chúng ta chính mình Hiện tại nghi dại không biết Không còn cách nào Không phải Phật không từ bi Chúng ta chính mình nghiệp chướng quá nặng Chỉ có thể nói như vậy Tôi giảng cái đoạn này Cũng chỉ nói đến chỗ này mà thôi Không phải nói nhiều nữa Hôm nay thời gian đến rồi Thank <laughs> you.